Bà con nông dân và các bạn xem đài thân mến, rau xanh là nhu cầu của mọi gia đình. Ngày nay ở Tây Ninh đã có nhiều địa phương chuyên canh tác rau sạch cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Ở khu vực phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, những năm gần đây cũng hình thành vùng sản xuất rau an toàn, mô hình trồng rau trong nhà lưới, đã cho ra thị trường nhiều loại rau củ quả được nhiều người tiêu dùng biết đến. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu phóng sự vùng canh tác rau Ninh Thạnh hướng tới sản xuất rau an toàn. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi sau đây. Khu vực canh tác rau màu ở phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh đã hình thành từ nhiều thập niên trước. Hầu hết các hộ chuyên canh tác rau củ quả ở địa phương này đều áp dụng các phương pháp trồng truyền thống, sử dụng nhiều phân bón vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật. Những năm gần đây, giá vật tư nông nghiệp các loại đồng loạt tăng giá, mùa màng sâu hại lan rộng do kháng thuốc. Không những sản phẩm rau kém an toàn cho người tiêu dùng, mà người trồng rau cực nhọc lại không có lãi, do chi phí cho việc canh tác tăng cao. Một trong những phương pháp canh tác an toàn trong thời gian gần đây cũng được áp dụng, đó là trồng rau trong nhà lưới. Đối với vùng khí hậu nóng ẩm như ở Tây Ninh, mô hình trồng rau trong nhà lưới trên thực tế là hợp lý. Hầu hết các loại rau màu rất dễ bị tổn hại khi gặp thời tiết mưa bão hoặc bị khô héo khi chịu cường độ ánh nắng mặt trời quá mạnh, soi trực tiếp xuống luống rau trong những ngày oi bức. Nếu canh tác rau màu trong nhà lưới, chắc chắn sẽ hạn chế được những nguy hại nêu trên. Thực hiện quy trình sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam, gọi tắt là Việt Gáp, ngành bảo vệ thực vật Tây Ninh đã nhiều lần về đây hướng dẫn bà con canh tác rau quả theo hướng Việt Gáp. Đã có nhiều lớp tập huấn cho bà con ở Ninh Thạnh và các khu vực lân cận. Hiện nay, vùng rau an toàn địa phương này có hơn 20 hectare áp dụng quy trình này và hàng chục hộ được tham gia tập huấn. Sản phẩm của làng rau an toàn nơi đây được nhiều khách hàng biết đến. Cũng có nhiều khó khăn cũng như thời tiết, nhưng mà chủ yếu là giá cả của thị trường thôi. Cũng như nhiều lúc mà mình làm được thì giá nó thấp, mình bán không được giá thì mình lỗ, mình làm lại. Còn lúc mà thuận lợi thì mình bán được giá thì mình có lời thì mình... Khó khăn lớn nhất cũng là đầu ra. Đầu ra giờ là Việt Gáp đó, tổ Việt Gáp với Hưng Việt đó thành lập xong rồi, nhưng mà đầu ra chưa có. Giờ bán cũng trôi nổi như bình thường. Giờ cũng mong là... Cũng như là ước mong của nông dân là muốn có một cái đầu ra nó cho nó được như là trong Việt Gáp là hứa hẹn. Về sản xuất cái khâu nông nghiệp á là trồng trọt, nhưng mà chuyển hóa hàng hóa ra với cái nhu cầu, cái số lượng mỗi một ngày phải tiêu thụ từ cần cả tấn, nhưng mà lý do không có con đường nên cũng hơi bức xúc cho bà con để mà vận chuyển hàng hóa. Thành thử bây giờ thật ra ở đây chị cũng trong chính quyền nhà nước nghiên cứu làm sao giúp đỡ được cho cái ấp Ninh Phúc này được một cái con đường để vận chuyển hàng hóa ra cho nó suôn sẻ. Trong thực tế, người sản xuất rau an toàn còn gặp một số khó khăn, đặc biệt là đầu ra cho sản phẩm. Khi sản xuất rau theo quy trình an toàn, do không sử dụng hóa chất thì phải đầu tư xây dựng nhà lưới. Nếu hạn chế đến mức thấp nhất sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích sinh trưởng thì có thể kéo dài thời gian thu hoạch rau hơn, tốn nhiều công chăm sóc hơn. Nhưng hầu như giá bán sản phẩm cũng ngang bằng giá rau canh tác thông thường. Nên thời gian gần đây, một số hộ chuyên canh tác rau màu chưa mạnh dạn tham gia các tổ hợp tác sản xuất rau theo hướng Việt Gáp. Tổ hợp tác của Hưng Việt của xã Ninh Thạnh á, thì thành lập nay được năm rồi, nhưng mà trong cái quy trình trồng Việt Gáp của bà con á, thì hầu hết là 11 hộ trồng Việt Gáp ở đây á, với lại là trên là 2,76 hecta trồng rau củ quả. Nhìn chung là bà con nông dân là chấp hành tốt cái quy trình Việt Gáp, nhưng mà hiện nay thì cái đầu ra của cái sản phẩm á, nó cũng có khó khăn. Do đó thì đứng về góc độ hội nông dân thành phố thì cũng đã tìm nhiều cái nguồn để cho bà con nông dân có cái đầu ra nó hợp lý, để là góp phần làm cho bà con nông dân tăng thêm cái thu nhập cho gia đình.
Đối với bà con nông dân mà kiến nghị thì Hội Nông dân thành phố cũng thấy rằng đó là một cái lý do chính đáng, là để có cái đầu ra ổn định để bà con yên tâm sản xuất cái rau hàng hóa cho nó nhiều. Cái thứ hai nữa là về cái địa bàn của cái khu vực Ninh Phúc này thì ở cái tổ 22 này là bà con là cái đường đi là không có. Do đó thì cũng mong rằng thì các ngành chức năng, nhất là ủy ban dân tỉnh như thành phố thì phải xem lại coi bây giờ tạo cái đường đi để cho bà con có cái đường đi ổn định để là đưa cái sản phẩm làm ra cho nó đảm bảo. Tổ hợp tác rau an toàn Việt Gáp Hưng Việt Ninh Thạnh được thành lập từ năm 2012, có 11 hộ tham gia với tổng diện tích canh tác cho mô hình này là gần 3 hectare. Sự hình thành tổ trên cơ sở tuyển chọn các hộ chuyên canh rau trên vùng canh tác xã Ninh Thạnh trước kia. Những hộ này có đủ khả năng về mặt vật chất và cam kết luôn thực hiện đúng quy trình khi tham gia chương trình trồng rau an toàn. Tuy số hộ bà con tham gia tổ chưa cao, nhưng các thành viên trong tổ Hưng Việt hiện tại rất ý thức được sự tác hại khi sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật. Và các thành viên này vẫn luôn canh tác rau theo đúng quy trình trồng rau theo hướng Việt Gáp đã được tập huấn. Điều bà con trong tổ trồng rau mong muốn là ngành nông nghiệp và các nhà quản lý nhanh chóng tạo điều kiện cho sản phẩm rau an toàn của bà con sản xuất được có mặt trong các siêu thị hoặc được bán đúng với giá trị thật của nó, để người trồng còn có lãi, phấn khởi hơn để tái sản xuất các vụ tiếp theo. Và một khi giá bán rau an toàn được người trồng chấp nhận, thì các tổ sản xuất rau an toàn mới thu hút được nhiều người trồng tham gia, góp phần giảm thiểu nguy cơ ngộ độc cho người tiêu dùng.